rồi. Những hình ảnh các bạn đang xem đây là được quay bởi con Go-Robot Session. Vâng, và ngay bây giờ tôi đang trên đường tới shop Go Camera để mua một con Go-Robot Black. Ok, và bây giờ tôi đã đến Go Camera. Mát rồi, nóng quá. Ok. Chào ông chủ. Hello. Giới thiệu các bạn, đây là anh Bách. Go Camera. Eric Bách. Eric Bách Camera. Hey, thấy không? Chuẩn bị mấy cái ly là ra mời mọi người uống trà đây. Hôm nay là 26 Tết cuối năm rồi, cho nên là mấy anh em ghé shop Camera rồi bắt uống trà bộ lộc chơi đây. Oh yeah. Tôi đam mê con Go-Robot 7 phiên bản Black này. Hôm nay thì thật sự là tôi mới có cơ hội để mà sở hữu nó. Và đây, unbox đầy đủ. Khi mà nói về GoPro thì mình không biết nói gì ngoài cái việc mà hầu hết các anh em mà khách hàng mà đến đây á, khi họ nói về mình, họ nói tới GoPro đầu tiên là từ GoPro là nó tạo điều kiện cho mình để lấn sân sang những lĩnh vực khác liên quan tới thiết bị media như là Flycam nè. Đó. Rồi cũng nhờ Flycam thì mình mới biết là anh Giang, rồi anh Giang cũng thấy mình có bán GoPro, nó lại liên quan tới GoPro và bây giờ là anh Giang cầm trên tay con GoPro Hero 7 Black. Yeah. Sao nó rộng hơn cái bình thường ta? Rộng hơn không? Rộng hơn, sao có cảm giác rộng hơn? Dạ. Nếu mà rộng vậy chắc 180 độ quá. Không có đâu. Rất là rộng luôn á. Rất là rộng. Coi cái khả năng chú rung của nó có bá đạo như là Cường nói. Bá đạo thiệt. Kêu là Go-Robot 7 luôn á. Bước phát tòm. Cái gò chống rung nó lại có small. Bước phát tòm. Cao viên đó cũng rẻ, thì tài viên luôn. Dạ, em cảm ơn. Làm gì vậy ta? Làm công phòng là làm gì không? Lý showroom. Hồi xưa là em còn có cái showroom ở thương sách. Ok, dạ. Cảm ơn Bách. Dạ, em cảm ơn anh Giang. Bách và cửa hàng của năm mới, thật sức khỏe và thành công hơn nữa. Dạ, em cảm ơn anh Giang nhiều ạ. Dạ. Các bạn theo dõi tiếp video phần sau nhé. Yeah. Hiện giờ trên tay tôi đang cầm con Go-Robot 7 Black và tôi đang cầm trên tay và đang đi ra ngoài hồ con rùa ngoài kia, vừa đi bộ vừa quay các bạn.
Đó, mục đích là để test xem cái khả năng chống rung bá đạo của con Goro 7 này. Hầu hết các bạn thích thú là đều muốn rằng là quay mà không cần gimbal. Vâng, đây là con đường đi bộ dọc bờ hồ rất là đẹp. Đây, vừa đi bộ vừa cầm trên tay. À, đi bộ khá là nhanh. Thì với chức năng này các bạn đi du lịch tha hồ có thể quay. Không cần gimbal. Thật sự là không tin được rằng là Goro 7 lại có thể làm được một chuyện như vậy. Rất là bá đạo. Nhảy xuống, quay lại chế độ selfie cho bạn xem. Ok, hiện giờ tôi đang selfie. Vừa đẹp quá các bạn ơi, nắng quá đẹp luôn. Hello, rất là đẹp luôn. Cha khả năng chống rung khi mà chạy một tay, quay một tay như thế nào? Ngay bây giờ tôi sẽ mở hộp và quay cận cảnh
chi tiết cho các bạn xem. Con GoPro 7 Black này. Đây là cận cảnh của cái hộp rất là sang trọng. GoPro Hero 7 Black. Những chức năng căn bản: chụp 12 chấm, quay 4K 60 frame giây, quay Full HD 240 frame giây, nhúng nước 10m, điều khiển bằng giọng nói, slow motion 8x, màn hình cảm ứng, có GPS để định vị, chế độ chụp HDR. Vâng, và điều đặc biệt là của con 7 này nổi bật là Hyper Smooth. Vâng, chống rung rất là hiệu quả. Và một điều không thể thiếu đó chính là live stream. Các bạn hoàn toàn có thể live stream trên Facebook và YouTube. Bên đây là những phụ kiện kèm theo. Wow. Rất là sắc sảo. GoPro thì khỏi hẻo bàn rồi các bạn ơi. Có chữ GoPro đây. Và bên hông này có chữ 7 Black. Đây có miếng đệm cao su rất là cẩn thận để bảo đảm an toàn, không bị bung ra. Tôi sẽ mở cái kẹp cho các bạn xem. Đây là một cái hộp. Hộp khá là chắc chắn. Phía trên là micro và nút chụp ảnh, quay phim. Bên hông đây là nút mode và đồng thời là nút mở nguồn. Ok, đã mở, đang khởi động lên. Màn hình LCD hiển thị các thông số về thẻ nhớ, về pin, về chế độ đang quay. Kích thước và hình dáng của con này thì nó giống y chang như con 6 và thậm chí giống luôn cả con 5. Cho nên điểm khác biệt, nhà sản xuất đã làm ra thêm cái chữ 7 Black này đây. Rất là dễ phân biệt. Còn ở các đời 5 và 6 thì không có. Mở ra. Có một cổng micro Type-C dùng để sạc hoặc là kết nối máy tính. Và bên trái là cổng micro HDMI để các bạn đi chơi du lịch có thể cắm kết nối truyền hình ảnh video và hình ảnh lên trên TV luôn. Ròn chống nước. Bên dưới này là loa và đèn LED báo trạng thái đang quay. Đây là khe chứa pin và thẻ nhớ. Để quay được 4K và 60 frame giây, các bạn nên cần chuẩn bị một cái thẻ nhớ loại tốt nha. Đấy, pin. Dung lượng pin là 1220 mAh. Điện thế là 4,4V. Khe ở bên trong. Tôi rất thích những cái dòng GoPro là cái nút một chạm ở trên này. Tức là mình chỉ cần bấm một phát thôi. Đó, là trong vòng 2 giây là nó sẽ tự động quay phim luôn. Đấy, tự động quay phim. Và bấm một cái là kết thúc quay phim, kết thúc chụp ảnh và tắt máy luôn. Kèm theo là một cáp USB Type-C. Các bạn có thể so sánh kích thước của con GoPro 7 và con GoPro 4 Session. Chiều cao bằng nhau. Đó, chiều dày thì 4 Session dày hơn. Bên phải đây là nút zoom. Mình có thể zoom được khoảng cách xa gần. Có 3 chế độ chụp ảnh: photo, chụp tốc độ siêu nhanh và chụp đêm. Có thể chọn được góc rộng hay là bình thường.
chỉnh được quay ba lăng, ISO, min mát và các chế độ màu, đặc biệt là chế độ màu flat. Kéo vào phải thì sẽ là chế độ video, quay video và looking, quay được 4K, 2K7, vân vân. 30 frame giây, 60, 120 và 240 frame giây. Chế độ thứ 3 là time-lapse. Và trong chế độ time-lapse này thì có time-warp. Time-lapse thì các bạn biết rồi. Time-lapse ra thành video hoặc là time-lapse photo. Night-lapse chụp đêm. Chụp đêm mình có thể phơi sáng được. Đây, thời gian phơi. Shooter. Thời gian phơi sáng.